Science Daily. Flavonoid có thể làm giảm nguy cơ tử vong cho những người bị bệnh Parkinson. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ykhoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề Flavonoid có thể làm giảm nguy cơ tử vong cho những người bị bệnh Parkinson. Theo một nghiên cứu mới, những người bị bệnh Parkinson ăn nhiều flavonoid, hợp chất được tìm thấy trong thực phẩm có nhiều màu sắc như quả mọng, cacao và rượu vang đỏ có thể có nguy cơ tử vong thấp hơn những người không ăn. Cụ thể, trong suốt 34 năm nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson, PD, ăn nhiều flavonoid hơn thì họ có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không ăn nhiều flavonoid. Ngoài ra, họ phát hiện ra rằng ăn nhiều flavonoid trước khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong ở nam giới, nhưng không phải ở nữ giới. Tiến sĩ Seo Jack Jang, nhà khoa học dinh dưỡng tại Penn State cho biết, thêm một vài khẩu phần thực phẩm giàu flavonoid vào chế độ ăn của họ mỗi tuần có thể là một cách dễ dàng để những người mắc chứng bệnh Parkinson cải thiện tuổi thọ của họ. Tiêu thụ nhiều hơn các loại quả mọng và rượu vang đỏ, giàu flavonoid an thọ cyanis, đặc biệt có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn. Jang lưu ý rằng lượng rượu tiêu thụ không được vượt quá số lượng được nêu trong hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, đó là 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly đối với nam giới. Nghiên cứu được công bố vào 26 tháng 1 trên tạp chí Neurology. Theo Quỹ Parkinson, hơn 60.000 người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson mỗi năm và hơn 10 triệu người trên thế giới đang sống chung với căn bệnh này. Căn bệnh này là do não không tạo ra đủ dopamine và dẫn đến run, cứng khớp và các vấn đề trong việc giữ thăng bằng. Xiang Gao, giáo sư khoa học dinh dưỡng tại Penn State, nói rằng mặc dù bệnh Parkinson không được coi là một căn bệnh gây tử vong, nhưng các biến chứng của nó có thể dẫn đến tăng nguy cơ tử vong và có rất ít nghiên cứu đã xem xét chế độ ăn uống của những người bị bệnh Parkinson có thể ảnh hưởng như thế nào đến tiên lượng bệnh. Gao cho biết, nghiên cứu trước đây của nhóm chúng tôi cho thấy rằng khi những người không bị Parkinson ăn nhiều flavonoid hơn, nó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh trong tương lai. Chúng tôi muốn khám phá thêm liệu lượng flavonoid có thể liên quan đến khả năng sống sót tốt hơn ở những người đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson hay không. Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu trên 599 phụ nữ và 652 nam giới gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Những người tham gia được hỏi tần suất họ ăn một số loại thực phẩm giàu flavonoid, chẳng hạn như trà, táo, quả mọng, cam và rượu vang đỏ. Lượng flavonoid sau đó được tính bằng cách nhân hàm lượng flavonoid của những thực phẩm đó với tần suất chúng được tiêu thụ. Sau khi kiểm soát các yếu tố như tuổi tác và một số yếu tố chế độ ăn uống như tổng lượng calo tiêu thụ và chất lượng chế độ ăn uống tổng thể, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người tham gia trong nhóm 25% người tiêu dùng flavonoid cao nhất có cơ hội sống sót cao hơn 70% so với nhóm thấp nhất. Những người ở nhóm cao nhất tiêu thụ khoảng 673mg flavonoid mỗi ngày, trong khi những người ở nhóm thấp nhất tiêu thụ khoảng 134mg. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích tác động của từng flavonoid. Họ phát hiện ra rằng những người trong nhóm 25% tiêu thụ an thọ cyanis nhiều nhất, có trong rượu vang đỏ và quả mọng, có tỷ lệ sống sót cao hơn 66% so với những người ở 25% thấp nhất. Ngoài ra, 25% người tiêu dùng sử dụng flavanol được tìm thấy trong táo, trà và rượu, có tỷ lệ sống sót cao hơn 69% so với 25% thấp nhất. Giang nói rằng trong khi nghiên cứu không xem xét các cơ chế cơ bản có thể gây ra mối liên quan này, họ đã đề xuất một số thuyết. Giang nói, flavonoid là chất chống oxy hóa, vì vậy có thể chúng có thể làm giảm mức độ viêm thần kinh mãn tính. Cũng có thể chúng có thể tương tác với các hoạt động của enzyme và làm chậm quá trình mất tế bào thần kinh và có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức và trầm cảm. Cả hai đều có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết các nghiên cứu trong tương lai có thể giúp tìm ra cơ chế chính xác đằng sau việc tiêu thụ flavonoid và nguy cơ tử vong ở những người mắc chứng bệnh Parkinson. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác và mới nhất nhé!